Redmi Q2 có thiết kế ổn, hiện đại, giống với rất nhiều những chiếc máy đã ra mắt vào năm 2020. Đẹp một cách nhàm chán nhưng về cơ bản thì nó vẫn là đẹp. Dimensity 800U với hiệu năng rất là tốt. Bộ nhớ trong lên tới là 128GB, rất sông xanh để lưu trữ phim của tất cả các quốc gia trên thế giới, không chỉ riêng Nhật Bản. Màn hình IPS LCD với tần số quét 120Hz sẽ giúp hình ảnh chuyển động trở nên sống động hơn, rõ ràng hơn. Pin trâu 5000mAh để giúp anh em có thể xem phim lâu. Hết pin thì có thể sạc nhanh 30W để sạc. Máy có sẵn tiếng Việt nhưng khi xem phim có Việt sub hay không thì còn tùy thuộc vào anh em chọn phim nào. Nhược điểm của máy đó là cảm giác cầm nắm nó hơi bị nhựa một chút. Nhưng dù gì thì anh em cũng dùng bao cao su mà đúng không? Máy chỉ có dung lượng RAM là 4GB. Vì vậy nên có thể là đang xem phim, bạn gái nhắn tin, quay ra quay vào các kiểu, quay trở lại trang xem phim tiếp thì nó lại bị lốt lại. Các bạn muốn mình tổng hợp những chiếc máy ở trong tầm giá nào nữa thì các bạn cũng có thể comment câu hỏi của bạn xuống phía bên dưới. Mình sẽ thực hiện nó và giải đáp các thắc mắc của bạn trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.